sư mây hồn ta ca sầm lạp sát sắp tệ bạp tiếng ở rư giang ná ưu tiêu hát đôi chì nẹ lụ trây nẹ lụ trây trâu tệ chăm bách sầm lạp trây bru chìa mục rô bó rô prạp đâm bây dinh châm chì vật ta ca sầm lạp rô bó bụ cót giang mạch đài thầm em chong chá lai nôm tập hay đê bố tu chì vật thầm em mình chá lai thao về giang mạch ấy bạn khẳng thà sát mũi cản báo miền chỉ vật mùi hay say để sát lốp sờ lành phớt cứ chỉ vật đôi cái này đôi tray ấy chẳng khởi chọp cho tôi về tờ đó rằng ngoạp ấy chư mọt mấy cô tờ đó nó mấy bao về tờ đó mới bút thấy à với client slap à với client ngoạp à đuổi dơ chẳng say khó khăn này à bản nhá khó khăn này tại riêng client slap mình khó khăn này thế chẳng hay bàn chỉ bàn nào thì bàn đang ham sầm lạp sát ở trong đó chẳng bàn dừng trầu riêng dừng trầu áp bị vọt chỉ vật dương rồi bàn đo cầm rạch mũi để ruột nếu mình chăm bách trầu cá chỉ vật này được tì kệ miên chìm rơ bờ sát khi ăn miên chìm rơ hề được kha được tàu ấy cạn món này ăn miên chìm rơ hề đang oi kha tổ rô si business ấy tê đang kha oi tàu tàu em đang oi tàu riêng thuê ca trong office mấy tê khi càng nghĩ nên mình tập bản năng ấy, tại mình nu, ai plap đồ ban, ao thì dương miên bấm non thật trâu plap đồ, dương miên nó cả, mình nu miên nó cả trong cả plap đồ, mục là bò, và đồ bán bây giờ riêng là bò nhẹ thế nè, như này, vấn đề trong ao chỉ vật bò thì sốt, đầu nơi tại plap bò chỉ vật kế bên mình bò thì sốt tê chỉ vật năng nó, bản năng hay dễ tôi vừa pa chớ nè, dân nè chôn ở bọt chả ăn tham ăn của thọ luôn đâu chôn bọt mà đang bầm che rô tray còn đang luôn đâu mà vấn tài ông lê cái thà it is not the end of the world vì mình men chỉ ti bên chọn này bị phổ lộ tê ao cả miên sầm rạp dừa không cá plap đồ ao thì dân chọn plap đồ nhé vô chỉ vật ní mà tha chạy vô bị chỉ vật hao nhá vừa cái miếng ấy để thay thế mình bán này, đôi chia còn tham gia chita tham gia mà đài ở bục nhôm bao nhiêu, nó không nung sừng cung đài mình miên chùm bơ không có ở sừng lạp không, sau pol pot còn nơi ta để sao bao sọt mình thầm sờ bám này còn để sao bao sọt lột, nghe nghe còn lực số thua còn chân tư hay tụ bay ở cả lăng heo hot giang mấy cái đó có ở tới xâm lấp sát thì ớt đi là hốt đó thằng ngày mỗi kề vô mòn màu ôi cọt xâm lấp ôi cọt phơm hố bái cọt phơi trông phớ mòn trà nó buồn đọc chẳng thế ấy cái đạn lẹ khan đấy cọt bà mòn nâng nâu rút tại anh xâm lấp bờ mòn nâng chấn tại anh rùa sai ngày sai lắm cái mà đã cầm hạt chứ cọt vì sao chỉ vật bỏ cọt à cọt đăng thay anh chong rồi sát câu với chong rồi cái tàu bác của cọt mình mọt đừng à mọt mọt là về bậc làng thức dẹp tầm món chả nọ đó cái của sai chan chan có thứ gì à ta ni sal sal bi đấy sal lầm toàn ngọp đó toàn ngọp tới lại ngọp được nè có mình mọt chỉ ta thôi chứ mình nô mình chọn bỏ sai đường này thằng nào chọn này vô mấy hướng bỏ này phần đó bài hơi ta bàn men nè tạm miền cái lộp mà thờ ở quạt của cái đăng rương đăng ta cống ở thờ đấy và nó có triêm ấy nè có triêm ta à, cái thầu vô ta sẽ lắp cho ta cùng thằng ngọt ta đài chẳng vì ở miền ích chú hề tu chỉ vượt kế nữa nè và sân chỉ dân trẻ sẽ lãnh chỉ vượt kế hãy cùng thả thầm mục là bỏ cái cầm riêng xâm lắp mình thờ đấy cái nhé
bởi vì tam cầm rạch bao dương đấy thì dương prom thầm ná thầm là bó rồi có trầm đại chớ rồi có trầm gì vậy nên này đáp ở vô sân cái lô ọt lụa trầy đó cái lô ọt bên ấy rõ chân năng á càng đã bốc bùa chiêng năng tiết mơ ta phải ai chấm ra ơn skill ấy đầm bay ruộng nợ bán đòi mình chăm bạch trời ca chỉ vượt kế dân phơ và đá đó nè nên này mình chọn rồi pleem đồ pleem đòi mình vô được có mình toàn miền tì pưng ấy thế và nè bây giờ vô pleem đồ pleem thì bạn thấy và bây giờ bọt về mình toàn ấy cái lâu rồi ta lắp sầm sầm đó thằng mình nuôi dân miền chùm rơ bây giờ bứt chỉ sẽ lanh chỉ vứt sạt mến bứt chỉ miền bị ta chùm po sạt mến dân miền chùm rơ bờ cao chỉ kha cao chỉ tao cao chỉ po ọt chùm rơ cái ọt chùm rơ mà ai cũng thay lời mà đôi dân Rosi đầm bay và có một là bò chẳng sống bay ta sát tao sát khá nó chỉ instinct cái hay là sự hiểu về cái tệ bò sát nó có với bạp đây à nó nghe chỉ mua là hát để bây giờ một cái ra ta cầm nát sát nó về ngay từ lọp chỉ mình được cao tới vì pro mà ngày vì miền tây của gió lắm à sát sầm lấp kế về phơi pan là thì bạn sát để trâu kế sầm lấp cũng mà ngày bị pay cao tô sát được này đời chẳng vui mà thằng ngày về sự bố đời màu hạ sự bố đời ca pay khai ca rụng thuật cái nhé đời chân mình ở cả hà của sao cả tại dân mình kha dân mình tao dân mình ấy tê dân mình chùm rực ôi thì dân chong plạc đồ dân thôi ôi lèm bán thế là bò nâng nè chuôn ca lá nâu bê đời dân đô à nâng tớ với ai vì thi ruột bò dân nâng về mình plâu là ô chiên nâng tiết của mình này mà nói dân đây mình ri chùm rãn cứ cứ mình hiện bọc bóng nơi comfort zone cái là comfort zone à, mình hiện plap đồ mình hiện bị sao không vì thay chỉ vật xây tiền đấy chẳng bản án đâu bản năng với admin ấy đi chấm ráo này từ chuyện này đi chấm ráo này có một cái ba đã bắt được chấm nư ấy để tham gia những trao làm bán đấy việc miền tây na cao khó tập bản năng của ấy vì bây giờ ở trên plasma đâu chẳng bao trên plasma đâu là tập hợp thay về mặt chính nó thật đại lắm rồi có việc can on chiêng môn phòng mơ sầm nô chỉ bằng to bun sim sầm nốt tim mũi ta bộc lực lệ cận nè ta chờ đất hơi nâng chất miên tầm nè tầm nón khnề yàng đôi mặt đấy ta miên lệ cận nè khó khnề yàng nè bộc lực lệ cận nè dương chè prau pì khai tới tê buộc hôm nay dương prau pì khai pì tầm rung thiệt đau mà bỏ thầm chết đó xem coi bộ cơ lực lẽ cần này bỏ mình đang năng dạng mai tọt tọt luôn individually ta chỉ ra năng đôi chi characteristic bỏ bộ cơ lực nè tầm đông dạng mai bây giờ vô thua một giây bàn chạm chọn nè bây giờ này giây pi bộ cơ lực lệ cận nè bộ bộ cơ lực mình nè từ tám ở chia sải nâng nâng sầm co từ lưỡi cay về bị yếu nâng bị chay bị yếu những đôi chia tầm lọp nâng ca thưa a tầm lọp này ca này dây a a đo từ tạ chia đất tạ chia đất nâng dừng xong bia thiệt tam phân tạ nâng xây chia đất nâng xây bạn nói dân chơi vô một chỗ bò lúc này chẳng hạn bạn thôi ở dân vô lọt cho bà thằng ngò bịa thằng ngò nâng phơi dân vô lọt cho bà thằng ngò vô lọt đó rồi phêu vẹ nâng ở cho bà thằng ngò nên là hãy chờ đất đau nó với miền của mùi miền tù sạ chờ đất tơ miền ria kệ chờ đất tơ miền sửa thiê chờ đất tơ bà nhà chờ đất tơ rồi cả nhiên là chờ đất rồi mô hạ chờ đất chả để tại nó cứ cao và bệnh tư này chả nó bị sầm bố đòi ấy nó hạ được chờ đất bắn là dân tàng dây bị chờ đất dân dân kịch bị xây để dân mở khởi sầm cò bàn bắn thêm tích chờ đất ở đây bị mò bị khăn nóng này
nè miền tầm nẹt tầm nong nhầm đội mà đại khla nè sơn nô tí pi mà nô sinh dân nè mà nô sinh dân nè được cái này chẳng đại dân vô một práo sầm đau đó emotion đôi là biệt à chất đại vì chuẩn bị việc vân kia vì miền romantic vì miền là anh đạt đồn sơn nọ cái dân hàm mà nô sinh dân nè vấn đề bởi vì nó không mà nô sinh dân nè tam sự phê vệ thốt không lấy gì nên à, em đang ta chọn bàn ôi mà bỏ tạm được prá được có tạm này thua chứ nghe hay thì bấy bị tha sẩn đán bên đây dạng nà sẩn đán nó dưng dưng chưa prá cái nông đây bỏ dưng kinh tiệt đây giờ anh đi sẩn đán là cọ nè anh đi sẩn đán là chết lỏ dưng nẹt tha thì em đang sẩn đán nó sẽ cái lom bò cái này còn sẩn đán nó không đây thua chứ tầm nó tầm nó này niệm mà thôi đã bị cao mà cái nè mà cái nè mà cái nè sơn ta nè phải là tầm nó được chật mùi cao lắm ở lột tới hai cái cao chật mùi tiệt và to hát là sơn đan nè sơn đan sơn ta nè hay sơn ta bên đây nguyên lại cái nè khâu bị chật mày nhưng mà tham bây giờ bây giờ từng ở năng mau viên chạy pin ná cô viên chạy ở chỗ bạc đây nhưng đầm bây ở chỗ bạc tôi là tôi riêng bây giờ đào mau viên tôi riêng bây giờ đào mau viên rồi bây giờ từng ở nít đôi furniture đại kỳ vô một phơ cương bằng cung hói cương bằng cung hói chúng ta vô một cân cho khné hói chết chơi với cho khné ba hai chứ na đây tam ca dùng qua lên nè và đây bà sân chỉ dân từ riêng bây giờ được đào bảo vệ mộ vinh nên được nấu sinh chế tận á không này đào mà mấy cái sân đà nâng đây đào mà là mấy chất này đau mình là mấy anh năng bản sân nọc nó không chất được chứ cái tham mục nghĩa là bỏ chất miền bay cứ đầm rong tứ này nó mới rộn tràn tay tầm rong cài tầm rau ẩm pờ chứ nẹ chất được chứ khi mình score chất đấy chất đấy na tôi tầm rong tứ hay chất đấy na tư tầm râu một bơ về khám miên này chật nó ngon chật miên tu là ti là mũi đằng ta bắn đằng vị chi là nẹ lẹ cả nàng tầm rong tư kho thở lơ bà nhà thế cứ về miên function bảo vệ xem xem tiết nó à tròn chạm rương nó sẽ nhà thế nó à tre rương rương ấy ấy à đang bị tạc cả thế về miên function bảo vệ xem xem này chẳng bụi chất sẽ đăng thế à nó ngon này à ai ta trầm tâm rồi tê miên trâu tê sự nô tỳ pram nếu không chết được chia ban ao này dùng mình lấy rupa rom tha chia imagination nâng ngay đây mình dùng bị rupa rom cứ visible object not imagination imagination is kind of mind it's kind of consciousness thấy nhé miễn để mind đấy miễn là consciousness đấy đã việc create rương rau tôi chỉ có đây sự máy bàn vấn đề rupa rom cứ chỉ object rupa rom cứ chỉ object chỉ visible object rom miền bờ mũi rupa rom is one kind of object rupa rom sum rap ta khơi mà một cột chỉ object vì miền tua khơi nhé tại chỉ robot để treo kề khơi chỉ visible object being seen by eye consciousness nhá visible object is being seen by eyes consciousness rupa rom nung cứ chia a rom đại tra ban khơi đại chạ khổ vị nhiên chia đào chạ khổ phi ra vị thầy chật nàng ai ai kinh dây không phía xa ông lê trâu tại dựng bộ một khai ở trâu ai cũng chẳng thầm ai mình tha nẹ chật được chia tha lại nâng khó hề ai mau bị khmai dưng bỏ một khmai ở trừ nâng à để cho nên bây giờ này dễ biết thằng ru bà róm vì mình tại object mũi cứ chỉ visible object đại trừ khơi đau chạm khổ bình nhiên rứa có chạm khổ về là bị thay chật rí imagination is not object imagination is the mind's
activity គឺ ជា សកម្មភាព របស់ ចិត្ត ដែល វា កំពុង តែ នឹក សម័យ រឿង អី មួយ ជា imagination ជា ក្តី សម័យ ហើយ ស្អី ដែល ជា object របស់ imagination គឺ dharma គឺ ជា ធម៌ ទាំង ឡាយ ដែល ក្រៅ ពី អារម្មណ៍ 5 ក្រៅ ពី visible object ក្រៅ ពី audible object ក្រៅ ពី ក្លិន ក្រៅ ពី រសជាតិ ក្រៅ ពី tangible object ស្អី ដែល យើង ប៉ះ បាន ឧទាហរណ៍ ដូច យើង នឹក ឥឡូវ យើង នឹក ទៅ ណា នឹក ទៅ សម័យ ពល ពត it is imagination ក្តី សម័យ មួយ ទៅ អនាគត រឿង អី មួយ ហើយ ស្អី ដែល យើង កំពុង តែ នឹក ឃើញ ហ្នឹង គឺ ជា object ដែរ នឹង ហើយ រូប អារម្មណ៍ មាន អត្តន័យ យ៉ាង ដូច ម្តេច នឹង ដូច និយាយ ចឹង រូប និង អារម្មណៈ ឃើញ ទេ រូប និង អារម្មណ៍ ទៅ ជា រូប អារម្មណ៍ ចឹង អារម្មណ៍ វា មាន 6 ទាំង អស់ រូប អារម្មណ៍ វា ជា object being seen ដែល ត្រូវ របស់ ដតី ឃើញ វា ហើយ ដល់ audible object សំឡេង ជា voice ឬ ក៏ sound it is being heard វា មិន ឮ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ វា ត្រូវ បាន ចិត្ត ឮ ឮ វា ជា audible object ឃើញ ទេ ហើយ តាម ជា មក វា ជា របស់ ដែល ចិត្ត ដឹង ក្លិន តាម ជា ខៀន ខៀន វិញ្ញាណ ដឹង ក្លិន ហ្នឹង តាម ដាត វា ជា object សម្រាប់ ជីវហា វិញ្ញាណ តាម កាយ វា ជា អារម្មណ៍ ឬ ក៏ ជា object របស់ កាយ វិញ្ញាណ ហើយ នឹង ធម្ម មាន អារម្មណ៍ គឺ ជា អារម្មណ៍ របស់ imagination ហ្នឹង ជា អារម្មណ៍ របស់ មនោ វិញ្ញាណ មនោ វិញ្ញាណ ហ្នឹង វា ធ្វើ ការ ច្រើន not just imagination អឺ ចង់ ឲ្យ អ្នក រៀន ចិត្ត វិទ្យា ហ្នឹង មក រៀន អា ចិត្ត មែន ទេ ណា រៀន ចិត្ត មែន ទេ ហើយ យក ទៅ ប្រៀប គ្នា ហ្មង ទៀត ទៅ បាន ដឹង ថា ទៅ វា យ៉ាង ម៉េច ហ៎ Davi ព្រះអង្គ មាន សន្តិការ ត្រូវ ណាស់ គឺ អញ្ចឹង រាល់ ថ្ងៃ គញ្ចឹម សត្វ លក់ តែ កណា ពិបាក ចិត្ត ណាស់ គេង អត់ លក់ ពេល ដែល ដល់ រដូវ សែន ម្ដង ម្ដង គឺ ត្រូវ ការ ជីវិត គេ ច្រើន ណាស់ គណា នឹង ព្យាយាម បត់ ម្ដង បន្តិច ម្ដង ពេក បង សាធុ ហ្នឹង ឯង យើង មាន ផ្លូវ ព្រះអង្គ យើង មាន ផ្លូវ គណា យើង ធ្វើ បាន ប៉ុណ្ណា តាម កម្រិត បញ្ញា របស់ យើង sốc nà cái nó miên sầm nụ muối đại thà cặp đầm bồ đề bực thề anh non rầy cắm ta giang nào vĩnh mình chẳng thế ông cứu chui bỏ sai đại thà miên chặt chưa được thiến ta giang nào vĩnh cái nó là nông ở đặc thà được ở đây cam đang thế để lục để dây thà bởi dân cặp đôi sẽ ở đây bỏ mát ưu tiên họ đôi chia ព្រះ បរម គ្រូ ព្រះអង្គ ធ្លាប់ អាស្រ័យ នឹង ពោធិព្រឹក នឹង ពោធិព្រឹក មែន តែន ហើយ ព្រះអង្គ ទុក ជា វត្ថុ អនុស្សាវរីយ៍ សម្រាប់ ជនានុជន នឹង មក រលឹក ឃើញ ថា ព្រះអង្គ ធ្លាប់ នឹង នឹង ដូច ជា ពោ អនន្ត អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ដាំ ពោ នឹង ឲ្យ ព្រះអង្គ គង់ ក្រោម ដើម ពោ នឹង មួយ សប្តាហ៍ mình máu khơi từ bọn nó nặng khơi nó nặng đó là hốt đó là dân tha thoát ra khơi bọn nó nặng chẳng á nó bây giờ bọn này muốn từ na tiết ở từ máu cái đằng thà bọn thoát cũng nặng hai bọn túc bồ nó chia đồng nàng bọn nặng đơn chẳng à chặt vô nó vừa pu cẩn trôi không ca sọp bọn kháng này đây bọn túc bồ nó smile nó đồng nàng bọn thứ hai dưỡng có tôi cùng tích đam bồ nâng cho đòi chất bảo mạt khăn lúc thầm mẹ nó năn rây cám ấy bởi nên tôi không chất bài lúc thầm chẳng
ăn thử vào đó cầm rất chất để sọp để khăn khăn để bỏ mát khăn không nên chăng ta vừa bọn ta tụ cả năng đôi tầm nàng thật thà cốt bên đấy dân tụ cặp năng thật đôi cặp các bà bọn chăng không nhận nông nên chăng bởi dân cần là cắt sầm ad ấy ấy thom đá men sấy po nãy chơi chứ vì nó lơ rương chặt bỏ mát để nó để đã bố nông bệnh mấy cái tria ria bệnh bạc mò với ọt sát cắt ôi sát mấy này mình ta mình bám tới bôn tiết nó lơ chất đó ngọt đôi dưng có ba lột chứ bây giờ tôi có mát tôi tẹt các bà lấy chất vào mát với bên tôi cứ ta cà vào mát này bọn mà lục chư các bạn được chơi nhau step các bạn được cái này à mỗi step lề nhá à step lề các bạn lại này nhé à nó chặt bầm mạt với men hướng các bạn lên chừng rai ơi ba thế thế bị chặt bầm mạt bao giờ này thế bây giờ tôi đó chơi ôi chơi nhau step below step chrome thử mấy bạn chữ bồn tiệt chặt có sao thì men sấy cầu sợi lột tiết cát của sao tiết mình thầm ta tiệp thầm mà đá đấy tiệp với cầu sọ ở linh ở lộ cũng tiệp miệng bạp dễ viêng tiệp lắm chẳng tụ bạp với men ông có ba lắm tê tụ bạp men ông pô lắm tê tê chặt dương cực lắm anh rồi hay chồng cao chặt chỉ vật thế mình đang ta sầm nua xin nét được cái dạng mạch tế chặt chỉ vật thế nông nay tha chỉ vật thiên nay xăm vào cho tự thua chỉ tự sắc bỏ ăn miên chất cao đọt ban nông nay bật thêm nông tí năng chẳng này chia vần đi khi mà nói miền sầm nô xua thả ta bị thua rồi bỏ bị bột tiếng lái sốt tại đôi khi này được khó khăn này đòi ở sài đầm nào này tham chiết không sầm ai can mùi mùi tham chiết tiếng lái vì ở đây khó khăn này để xăm lăng tại vì thiệt năng đô khi này thằng ó sầm ai nà đô sầm ai nà để bầm lái để rụp hết từ chưa rồi bỏ tam để mất rồi bỏ chết mà được phần nào để tại thiệt đau bảo vệ bản ná cứ phần năng sẽ chạy thua bốn nâng tập bất năng sở mây na bộ phút sở mây na rộp liên ong hào ấy nâng mình ấy khó khăn nha thế bộ phía bốn bảy trăm tháng ấy với ai khó khăn nha tự tam bài bọt này rừng rào chẳng á rừng rào bộ phút ở dụ quê anh tao còn dây rương ban cháu anh tao bộ phút ở dụ clay tao còn dây rương ban tích tao rương rào này mà nó phải khó khăn nha bạn ta thua rồi bỏ vào bốn nó bị chôm cho tại mỗi cứ sẽ trả thua cứ ở đây sẽ trả bốn nó ăn mình khó khăn này này rương rau của vật khó khăn này chẳng hãy bán chia vào bồ đi sản nó miền bày bày vào phép chỉ sự thiệt thức chỉ bà nhà thức chỉ vì địa thức bồ đi sản đã dần xong ba rồi mấy chia bà nhà thức tới chậm này phêl thật buôn à xong khay mà xa anh cạp tức bán trả chỉ vào bốn bà chia sẻ thiệt thức vô sự thiệt chỉ thống bầm bay ở sòng khái mà sàn cạp từ bà vì địa gia thức đòi bà rốt tại sự đây chia giếm ai đọc bầm mùi ở sòng khái bọn tay vi một cứ cả ruột phật tục cả chạy thức lúc nơi sẽ chạy thô mình miên ruột chết khó khăn thế chẳng là mình miên ruột chết khó khăn thế đôi nó không bật sốt mũi niềng tham gia cho lắm nếu mình đang một chân tí rồi còn niềng sợ mình như thế đây xua Prasama Samput vì riêng vì khó vì ông đây vì khó mà ông vì ông là miền sao lọ đôi khi miền ca và bệt lọ đôi khi vấn đề mà ông chỉ vì khó chỉ tiêu dụng nhưng mà tia dụ nâng tia dụ tia gì ca nên mình prao tập sợ thế lâu cả đời ở đời lâu châu chân hồi tiên hào thà bị khóc chỉ tia dụ đã bị khóc môi tiết
lúc ắt khó hưởng ao tiếng này lúc kịch ta bạn để bạn sao bao lộc chẳng nào ban bọn ta chơi niên su tha mũi bị khọt chỉ tiêu dụ bị khọt ăn tiếp mình mến chỉ tiêu dụ mình mến chỉ để chơi trận ao tiền tế vấn đề bị khọt từng tí miên sao lọ đuổi kia ba bị khọt từng tí và đại san thị không tê và lốp miên phép khọt kia tế bảo ông ta khọt kia bị khọt chỉ tiêu dụ rầm mến rung rương chiêng bị khọt mình mến chỉ tiêu dụ để hạt trầm à dụ chỉ tập văn nạ po sầm bol chỉ tập dụ chỉ tập à thấp ở đây chỉ tập nâng bò rồi bà tràn chiến à, cho bà tiếng pi nè nâng tờ lọp bị tê và đa mò mà được vinh miếng phép khó khăn nhé đấy ta nói ta khó khăn nhé nâng à nâu ta lơ đau à dụ và nạ sốc dụ à thập ở đấy nâng bò rồi bà rồi cả con tôi cô cũng phù hợp chân ta nè ao tiền đó nè, thấy chưa? Ba tầng pi on nằng, trình tụ bù đôi khné, tăng miên phép khóc khné này, trình tụ bù mang tiền đôi khné khóc khné mạnh đấy, thắng nữa ta khóc khné, pi khóc thọp ao tiền, đây mình thọp cầm nắng, làm mấy cay lên, đói hết pram đấy, tí mùi chỉ nè mình chọp chìm bẹ khăn ông chì vò, tí pì chỉ nè mình chọp chìm bẹ khăn ông bận à bạt chiết nẹt mình chọn chụp bẹ khăn sena sena chiết nẹt mình chọn chụp bẹ khăn kia liền là phê sự chết hỏi chiết tý sờ lạnh như rập án đây sa pramachari chiết tý sờ lạnh nhé mình thấy tha sơn đan nẹt thọp lè đọc về tổ bố sờ bầu liếp có ở chỗ đây mình tôi làm mồ rô liếp ấy xuống bay miên liếp có ở chỗ chụp bẹ này vì lên thì kêu bó ôi lùm cha ơi khoa khát ấy phép cả nà mau à, lùm cha ơi tự tu tự ở khi mà na ban phơi tiền bình chân chẳng lục tự tu tại bà tha cái mình vo cái mình ấy tới mua mua lục ắt khoa là rừng chẳng hay bọn ơi chả nam mơ tha vì khâu nào là một lục luôn là rừng liệp sạc ra năng bị ở đây chuyện ắt đai sâu chẹt phơi tiền này chân bị chọp ắt thiệt cầm nành màu thiệt lục luôn là hêm là ham năng màu chân chọp chỉ bị ăn năng đào ra năng tại mà nước thọp ao mà nước thọp lé miên phần mình khoái nè mà nước chân ắt khoái tại mình chỉ bị niêng xu tỏ tiền cho bà bị khóc tiếng pi nâng ban xâm rạch cũng là thua tròn khắp bố đó nạ chia bà khay nà sọc đôi khí nè ta miễn phép khóc nè giang mạch ban bà bà mô cổ trả thà ta thà quất mân bảnh nhát phép khóc nè rồi viên bị mốt nâng vi mốt lời ở đó dân mình chăm bạch dạy đó bà bốt đi trâm ta bà rô hòn đà khay nà sọc để lúc bạn phơi nơi tìm bóng phốt này tục này bạn có khuyên phép khó khăn này cứ trăm ta chia cái lại ở đôi ta khăn này năng vì thế sao ta mùi cốt cứ chia cái lại chẳng bóng phốt rô phâu khơi đã lọ ô bóng phốt nó cứ vì thế sao đã lẹ cái lại bạn chẳng cái lại miên bóng mát xa mai ná có vô miên tập bản năng đôi ta khăn này ạ có sao là chất đọc bí xa mai ná có vô miên tập bản năng thôi chốn hai bóng phốt cát láng cứ đầm bay lẹ ạ có sao là chất đọc bí năng lẽ nó toàn là ha đây chỉ hát nói mấy cái tục bản năng vì chọc thầm oh, tục năng ấy đang tự ấy tiệt để cho nên sẽ chạy thua đã thua ở bộ cô mà nè tư chỉ bộ cô trả đăng năng ọt khó khăn thế vẫn bậc xài chỉ vẫn mình đôi khăn thế vùng tự cô mình đôi khăn thế ca ru nâu ca bò để phô phô xâm bó mình đôi khăn thế vẫn sẽ chạy thua ru chiệt tài mùi hạt thao vì một tế ru ពុកអូននេះអូអ្នកអាមេរិកខ្ញុំមកណាសូមសំណូមពរដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលបានស្ដាប់យល់សូមនិមន្តទៅជួយនៅស្រុកកំណើតយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំឬ២ឆ្នាំព្រោះបរិស័ទមិនងាយបានស្ដាប់ធម៌ពិតនោះទេអូសាធុពរនេះជាសំណូមពរ
đạt bồn rong lục rú cơ nà mà sạc cà cơ nà chẳng ngon ná hẹt ở vấy tớp chạc chá ôi xóm tực đáy bê thơ vầy mùi có tha mần trớ tếp sai bồn tê về cao tí chùm nư xem xem thiệt bật nâng ca chùm ran bê ta nâng cứ ịp nạp cục cơ này ủa đây để dân tự thơ sao dân tinh kê nâng mình tự xong bì nà ban là vấn đề sao mày bố tự cá tụ bây bây đây mình tinh cái đói tư cái đói vì miên bụ ạ mà nông miên ấy nâu dân bố ông bà bị thi ở bố cà nà dân tự xong dân tự ủng vô dân tự liêng phê lên ả rẹ dân sấy dây bê thua ơi mà nâng về ban chất á sạc nâng về ban chất á bê tư chìa cái anh càng tới việc thầu thầu cạch dân tiền thuê ấy mình trâu việc trâu thuê này việc trâu thuê đồ dân ta dân thuê ôi tao việc khôi nhá lời cao nè tây nè ta cái đây đau nhá vì muốn cạch kê cạch anh mà từ phải riêng thôi nó nắng lại tao đó về riêng thôi còn riêng kia tụ phèm à tụ riêng thôi phụ nó sẽ đáp lên dân giấy á mà chẳng dây rươi rươi tức cùng một o in bàn sầm bạch nè ta nâng cách kê cách anh báp á bởi dặn bàn nâu phương nè ta đến với thuyện nó rụa tức thỏa khá bên thùng vò xảy tế phụ nâng và đau đăng luôn mà đó còi mỡ lưu thao tư bởi dô sọp nè nè thạc càn sá là lâu chụp cách kê thơ với sá lô đó thật chẳng bạch dường chưa chọn ban sợi phết cho lần chọn ở tập khâu chỉ chọn nó mới nâng cho mình còn tập khâu dường đo sợi bàn phẳng muốn đo sợi mũi mới được tiền sợi rộng nè cái đó ở tập chọn tập mũi khâu mình sẽ rộng đi chấm đá này nam mới đó dường mà nước nó có bao nhà nào hỏi em mới chăm bánh tôm bao nhà mũi khâu tiền dường ngồi với khăn dường khâu là